Manchester United đã trải qua hai tuần đầy hỗn loạn. Sau trận thua ngược 1-3 trước Arsenal ở vòng 4, huấn luyện viên Ten Hag đã công bố rằng Jadon Sancho đã bị loại khỏi danh sách thi đấu do hiệu suất tập luyện không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, phản ứng của Sancho không chậm khi anh đăng thông điệp ám chỉ rằng Ten Hag đã dối trá và gạch tên anh khỏi đội hình là do nhiều nguyên nhân khác. Cuộc xung đột này khiến hai bên phải tổ chức một cuộc họp để giải quyết, với sự can thiệp của giám đốc bóng đá John Murtagh và giám đốc điều hành Richard Arnold. Mặc dù Sancho đã xóa các bài đăng trên mạng xã hội đáp trả Ten Hag, anh vẫn không đưa ra lời xin lỗi và cuối cùng bị Manchester United loại bỏ khỏi đội một cách vô thời hạn. Trong buổi họp báo trước trận gặp Brighton ở vòng 5, Ten Hag đã phản ánh về cuộc xung đột này bằng cách nói: "Chúng tôi làm việc dựa trên phản hồi. Chúng tôi thi đấu tốt trước Arsenal, xứng đáng có trận hòa, thậm chí thắng. Nhưng chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi có rất nhiều năng lượng và sẵn sàng chiến đấu với Brighton." Ten Hag tiếp tục nói rằng đội hình hiện tại của Manchester United đầy đủ động lực và sẵn sàng cho màn trình diễn tốt, mặc dù có những thách thức như cầu thủ chấn thương và vắng mặt vì lý do khác. Đôi khi bạn gặp phải những tình huống khó khăn, như cầu thủ chấn thương hoặc vắng mặt vì lý do khác. Đó là lý do bạn phải xây dựng đội hình, Ten Hag nói thêm. Manchester United hiện có đội hình tốt, những cầu thủ có động lực và sẵn sàng cho màn trình diễn tốt.